Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi đang bán cho anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Corolla tiếp nhập khẩu, được đánh giá là hàng siêu phẩm bởi đây là mẫu xe của một quan chức hàng đầu, gần như là của phu nhân của một quan chức hàng đầu chính phủ đi. Cái xe này thì các bạn có thể thấy xe còn gần như mới nguyên các bạn nhé. Như mới luôn, tư nhân một chủ từ đầu, đăng ký lần đầu 2011, form mới. Xe này nhập khẩu. Đây bạn nhìn nhé, Corolla Atis nhập khẩu các bạn ạ. Nhập khẩu, đây. Cực kỳ đẹp các bạn nhé. Cực đẹp các bạn nhé. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm rất nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, có bị tháo cỏ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý chị các bạn hay không. Đấy. Điều này là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé, vô cùng quan trọng. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 0939066333. Đây, chất liệu ghế da thì như mới luôn. Chất liệu ghế da như mới, xe màu nâu vàng các bạn nhé. Đây chất liệu ghế da này. Từ năm 2011 giờ mà nó còn chưa, nó còn nguyên như mới luôn. Xe đi 8.9 chuẩn các bạn nhé. Đi 8.9 chuẩn, hộp số tự động, màn hình DVD, camera lùi đầy đủ hết các bạn nhé. Màn hình DVD, camera lùi. Đây các bạn nhìn. Đây là keo chỉ đằng sau nhá. Anh chị em nào quan tâm vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Xe này tôi cam kết các bạn là xe không bị tháo cổ máy, không bị giấy tờ an ninh an toàn là có vấn đề. Và đặc biệt hơn nữa là xe không bị mất một tí keo chỉ nào cả, cũng như là không bị ngập nước các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Chất liệu ghế da gần như là đằng sau cũng ít người ngồi lắm các bạn nhé. Đằng sau rất là ít người ngồi. Rất là mới luôn các bạn, rất là mới, xe đi 8 vạn các bạn nhá. Ghế da như mới luôn. Xe tất nhiên là cũng bị sơn xi một tí ở đằng trước này. Đấy, sơn xi một chút ở đằng trước này nhá. Thì cái đấy tí nữa chúng tôi cho đi sơn lại một chút rồi. Đấy. Còn động cơ máy móc thì chúng tôi đảm bảo cho các bạn là nguyên bản hết theo xe. Nếu như anh chị em nào quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 09390. Xe chúng tôi đang chào bán là 458 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng một chút xíu. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 09390 6333. Showroom có địa chỉ ở số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.